tình trạng sao? Thí dụ một bữa hả? Lô mẹ xài rộng luôn á chứ. Bồ tà nó hồi giá mà. Bị đúng không? Bị bao nhiêu giá chào? Chắc có thể là chạy qua lòng đường ô tô. Nó có đường lớn á, chạy qua lòng đường ô tô hoặc là
Chốt nay bị sâu rồi. Chốt nay bị sâu vậy? Bị gì? À, bị công an một hồi to thì tay đi. Ấy là sâu mà nó thổi chứ. Không cua mà chạy ngon qua luôn hả? Trên nó kêu xe đúng rồi. Mình mẹ nữa. Tưởng đâu ha người. Chị Hảo đào xuôi thì đuôi lột chứ lo gì. Thế mẹ xiên ấy đi chùa luôn ấy. Cái ly là trùm đi áo mà.
về quê. Quay rất thơ kế rồi. Nga xin luôn. Thank you.